kiệm được cho mình một khoản tiền rất là nhiều để mình có thể là đầu tư vào việc khác. Đây là cái đầu 12 giảm xuống 8, mình gắn vô đây. Rồi, xin chào mọi người, hôm nay mình chế một cái hệ thống phun sương để cho cái vườn lan của mình đây. Thì mình cũng làm cái clip chia sẻ cho các bạn cái cách làm sao mà nó vừa rẻ, tiết kiệm chi phí của chúng ta. Trước mắt các bạn đây là những cái đồ mà mình mua ở trên Shopee á. Vừa rồi mình chế cái quạt mình rất là thiếu thốn, nào là cái mấy cái đầu giảm này, rồi đầu lọc, nên mình phải chế mấy cái đầu giảm và đầu lọc. Hiện tại thì mình đã mua được cái đầu giảm và cái đầu lọc. Cái này là cái đầu giảm này hiện tại là giá 5.500 nè. Cái đầu lọc này là mình thấy mua là 9.000. Rồi còn cái bét này thì vừa rồi mình mua là 13.500. Đó. Cái khúc ống này thì mình đi mua đồ mình xin được. Còn cái ống này là 5m. Hình như 13.500 một mét thì gần 20.000 các bạn. Rồi tí nữa mình sẽ tính được cái mấy cái đồ này bao nhiêu tiền. Thì mình cũng sử dụng một cái bơm ve chai. Bơm ve chai thì mình rất là nhiều. Đây. Đây thì mình cũng sử dụng một cái bơm ve chai. Bơm ve chai đây mình cũng đi sưu tầm rất là nhiều. Chịu khó đi sưu tầm xíu là nó tiết kiệm được cho mình một khoản tiền rất là nhiều để mình có thể là đầu tư vào việc khác. Thì hôm nay mình sẽ làm cái hệ thống này gồm là 4 bét các bạn. Tại vì mình thấy cái vườn của mình nó cũng không có rộng lắm, mình làm 4 bét thôi. Rồi, bây giờ mình bắt tay mình làm này. À, mình thực ra là mình tính sử dụng cái đồng hồ thời gian này nè để hẹn cho cái hệ thống này, nhưng mà cái đồng hồ này mình để lâu quá, bây giờ mình cắm điện lại là nó không có lên được rồi. Để hôm nào là mình tháo ra mình sửa cái đồng hồ này xem sao. Thì trước tiên là ở trên cái bơm này nó có cái chiều này là chiều nước đi ra và chiều này là nước đi vô. Thì cái chiều mà nước đi ra đây các bạn nói với mình là một cái đoạn ống phi 12, mình dùng cái giảm 12 xuống 8 để có thể là sử dụng ống này. Ống này là ống 8 ly. Rồi bây giờ mình gắn cái đoạn ống phi 12. Cái đầu ra thì nước áp lực rất là mạnh nên mình phải sử dụng cổ dê nha các bạn. Rồi, đây là cái đầu 12 giảm xuống 8, mình gắn vô đây. Đó. Rồi bây giờ tí nữa mình là mình gắn cái đầu 8 vào đây nữa là ok. Còn cái đầu phía bên này, mình cần một cái đoạn dây ống để hút. Thì mình sử dụng cái đoạn ống này các bạn. Ống này là cũng ống phi 12. Ống này thì các bạn có thể là sưu tầm. Ống bếp ga, ống vòi hoa sen đủ các loại. Ở đây mình cũng có, mình cũng sưu tầm này. Ở đây nó hơi lỏng thì mình cũng nên sử dụng cái cổ dê các bạn. Rồi, cái đầu đầu hút thì mình cho thêm cái đầu đầu lọc. Bây giờ mình sẽ cắt cái ống màu đen này các bạn. Mình sẽ cắt nửa mét. Cứ nửa mét mình sẽ đặt một cái bét. Rồi, mình tiến hành nè. Thì được cái đoạn cuối thì mình dùng cái ống gập như thế này, mình gập lại, mình bít lại các bạn. Đây, mình lấy nước ở trong cái bể bơi này các bạn. Bể bơi này là buổi chiều con mình hay tắm này, mình sử dụng cái nước này là mình tưới cho lan, tưới cho cây luôn. Đây, lan ở trên đây các bạn. Bây giờ là mình quyết định là mình gắn cái bơm này lên tường các bạn. Đây, gắn bơm lên tường để cho nó hoạt động ổn định. Rồi, ok các bạn, mình đã bắt được cái bơm lên tường rồi. Bây giờ mình sẽ đi cái đường dây bét. Mình nối cái đường
8 ly vào đây và mình đưa lên trên trên cao á. Đây các bạn, mình đã treo mấy cái béc lên rồi. Nhưng mà làm công mình không quay phim được cho các bạn xem. Đây, mình treo cái béc lên. Cách nhau nửa mét các bạn. Đó, hiện tại là mình treo tạm 4 cái thôi. Mình test cái áp lực của cái bơm này rồi nếu mà được thì mình gắn thêm béc nữa. Vì là do mình sử dụng cái bơm này là bơm cũ các bạn, không phải bơm mới, nên cái áp lực có thể là nó không có bằng cái bơm mới. Mình sử dụng cái nguồn 12V, hình như là 2,5A gì đó. Qua cái CB đây để đóng mở. Mình tính là sửa cái này để có thể là hẹn giờ, nhưng mà bây giờ nó hư rồi, tạm thời nó hư thì mình để đó, bữa nay mình sửa thì mình sử dụng sau. Rồi bây giờ cái bơm là mình thọc cái dòi vô cái hồ bơi đây. Thì nói chung là tất cả các cái bước mà lắp đặt một cái hệ thống phun sương thì cũng tạm ổn rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái cầu dao để cấp điện cho cái motor này nó hoạt động. Để xem thử cái hệ thống của mình hoạt động như thế nào. Đây. Các bạn chờ một xíu. Tại vì đường ống nó chưa có nước á, là đợi cái bơm nó hút nước lên các bạn. Rồi có nước rồi các bạn. Rồi có nước cái là bơm mình nó hoạt động nhẹ lại nè. Rồi các bạn nhìn xương, các cái béc của mình hoạt động rồi. Mình thấy sử dụng 4 béc, bơm vẫn còn hoạt động rất là tốt. Mình để cho nó tưới một hồi đi. Cái này là mình lắp hơi sát cái dàn lan rồi, mình phải lắp xích ra một xíu nữa là ok. Đây các bạn, nhìn hạt xương nó rất là nhỏ, rất là khó nhìn. Đây, mình quay rất là gần để các bạn có thể xem cái béc mình hoạt động. Nếu mà mình quay xa thì mình nhìn không có rõ cái hạt xương các bạn. Đó. Rồi hiện tại là cái bơm này là bơm mình bơm cũ mà hoạt động 4 béc, mình thấy cũng ok các bạn. Theo mình dự đoán là cái bơm phun sương này nó phải hoạt động ít nhất là phải tầm 10 cái béc. Cái béc này nó bị ngạt rồi các bạn. Cái béc này bị ngạt rồi nè. Ra xương không đều. Cái này mình phải tháo ra mình vệ sinh. Tại những cái béc này mình mới mua về, người ta gia công thì nhiều lúc mà người ta vệ sinh cũng chưa có sạch. Rồi các bạn nghe cái tiếng bơm nó hoạt động. Bơm nó hoạt động, cái lực nén của nó quay rất là chậm, nó không có có nghĩa là nó chưa hoạt động hết công suất á. Rồi như vậy là lắp một cái hệ thống phun sương thì rất là đơn giản. Chúng ta cũng có thể mua rồi tất cả các thiết bị về chúng ta tự lắp. Rồi hôm nay tiện cái làm cái hệ thống phun sương cho cái dàn lan thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn một tí vậy thôi. Các bạn thấy video hay, ủng hộ mình bằng cách like video và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.